Anh Bảy rảnh rỗi dẫn thằng bạn thân lẻn vào một căn nhà để tìm nhỏ bạn thân. Đột nhiên âm thanh kinh hoàng vang lên khiến họ đứng hình mấy giây và quan sát. Leo lên tầng trên, họ phát hiện hàng loạt những quyển sách xếp ngay ngắn. Điều đặc biệt ở đây là tất cả sách đều là 300 bài hát thiếu nhi. Sự tò mò dẫn dắt họ mở ra xem. Nào ngờ một con quái vật tiết bước ra ngoài từ trang sách. Dừng lại ở đó, những con quỷ trong quyển sách bắt đầu thoát ra. Đứng đầu là con rối quỷ quái này nè mọi người. Các thực thể này cùng nhau tấn công thành phố, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Khắp mọi nơi đều bị lũ quái vật tấn công. Để biết lý do tại sao bọn chúng lại làm chuyện đó, hãy cùng 10 điểm review vào video khám phá nhé. Lại là một ngày đẹp trời, anh Bảy cùng mẹ vừa chuyển đến ngôi nhà mới. Ngay khi bước vào nhà thì họ được một người dì của anh Bảy tiếp đón. Dì ta còn tặng cho anh Bảy một chiếc nón. Anh Bảy bắt đầu đem đồ vào trong nhà, và trong lúc đó anh tình cờ gặp bé Đào hàng xóm ngọt nước. Hai người nhanh chóng làm quen với nhau. Bé Đào khen nón của anh Bảy thật đẹp. Bỗng có ai đó gọi bé Đào đi vào. Bố của bé Đào đột nhiên xuất hiện. Ông ta cảnh báo anh Bảy nên tránh xa con gái và ông ta ra. Anh Bảy không hiểu tại sao thằng cha này lại nổi cáu với mình. Anh bước vào nhà và hỏi dì. Từ đó anh biết người đàn ông có tính nóng như kem lúc nãy là ông Tư, một người hết sức bí ẩn và dữ dằn. Sau đó anh Bảy cùng mẹ đi đến trường học, hóa ra mẹ của anh chính là hiệu trưởng ở đây. Lúc này anh Bảy vô tình làm quen được với người bạn mới tên là Tú Le, trông cậu ta rất chi là ngáo ngơ. Sau đó cả hai hẹn nhau đến buổi dạ hội của trường. Ngày hôm sau, trong lúc anh Bảy đang mang rác đi đổ, anh thấy bé Đào đứng sau hàng rào, họ trò chuyện và từ đó anh Bảy biết rằng bố bé Đào từ nhỏ đã không cho cô đi học, thấu hiểu tâm tư của cô ẻm. Anh Bảy đề nghị đi nhà nghỉ đi dạo xung quanh. Bé Đào thấy hứng thú, ẻm đưa anh Bảy đến một khu vui chơi bỏ hoang. Dù nó bị bỏ hoang đã lâu nhưng nơi đây vẫn còn hoạt động. Bé Đào cho anh Bảy xem phần yêu thích nhất của em ấy, đó là cả hai cùng trèo lên một vòng quay khổng lồ. Anh Bảy chia sẻ câu chuyện về gia đình mình, về việc mẹ và anh đã chuyển đến đây sau khi cha anh qua đời vào năm ngoái. Bé Đào cũng tiết lộ cô chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt mẹ mình, và bố của bé Đào thì cứ chuyển nhà suốt. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ đó thì cả hai rời khỏi khu vui chơi. Anh Bảy hẹn bé Đào lần sau sẽ dẫn cô đi chơi tiếp, nhưng trước khi anh kịp nói điều gì thêm thì người cha kỳ quặc của bé Đào xuất hiện. Ông ấy tức giận bảo anh Bảy hãy tránh xa gia đình ông ta ra. Tối đến, trong lúc anh Bảy đang làm bài tập, bỗng vô tình nghe thấy nhà bé Đào đã có gây gổ, là ông Tư đang bạo hành bé Đào. Cô gái sợ hãi hét lên Yamed Kuda Sai. Anh Bảy không chần chừ, ngay lập tức cậu cấp tốc chạy qua nhà bé Đào. Hàng rào lúc này đã bị ông ta chặn lại. Anh Bảy vượt hàng rào nhảy qua phía bên kia, anh gõ cửa kêu gọi bé Đào. Tuy nhiên người tiếp chuyện lại là ông Tư. Ông ấy cau có đánh trống lảng nói mình không nghe thấy tiếng động nào cả. Anh Bảy quyết không để cho vụ này chìm xuồng được, liền về nhà gọi cảnh sát đến. Ngay sau đó cảnh sát có mặt tại nhà ông Tư. Khi cảnh sát thẩm vấn ông ta về vấn đề bạo lực gia đình thì ông Tư nói dối rằng ông ta ở một mình. Trong lúc hai bên đang tranh luận với nhau, họ nghe thấy tiếng hét từ bên trong căn nhà. Tuy nhiên khi cảnh sát tiến vào kiểm tra, tiếng hét đó chỉ đến từ chiếc tivi. Anh Bảy cố gắng chứng minh bé Đào có ở đây, nhưng cảnh sát đã đưa cậu ra ngoài vì họ không có quyền lục soát căn nhà. Mẹ của anh Bảy cũng xin lỗi ông Tư. Sau đó mẹ khuyên anh Bảy về nhà đi, tới giờ uống thuốc rồi con. Mẹ còn nhờ dì đến trông chừng con trai và nói rằng bà sẽ tham dự buổi dạ hội của lớp vào hôm nay. Trong khi anh Bảy tập trung học bài, anh vẫn liên tục quan sát khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Hành động lạ lùng của ông Tư vẫn tiếp tục và anh Bảy bắt đầu lo rằng bé Đào có thể gặp nguy hiểm. Anh Bảy liền alo thằng bạn thân Tú Le đến giúp. Thanh niên đi đến mặc cái áo bảnh bao, tưởng rằng anh Bảy sẽ giới thiệu cho mình một cô gái xinh đẹp. Nào ngờ chẳng có gái gú nào cả. Anh Bảy muốn Tú Le giúp mình đột nhập vào căn nhà cứu bé Đào và bắt người bố bị bệnh tâm thần. Cậu đang giỡn mặt với tớ à? Ở đây không những không có gái mà lại còn có một gã tâm thần nữa. Anh Bảy thuyết phục chiến hữu hãy giúp mình cứu người. Sau một lúc thuyết phục thì cuối cùng Tú Le cũng đồng ý. Lúc này bố của bé Đào đã ra ngoài, anh Bảy và Tú Le nhân cơ hội lẻn vào bên trong. Thanh niên dùng thủ thuật đi vào cửa sau. Bên trong này rất đáng sợ, có nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Trước mắt các bạn là hàng loạt các bẫy gấu chết người. Tại sao người đàn ông đó lại để các loại bẫy ở đây nhỉ? Hay là ông ta đúng là kẻ tâm thần thật? Khi họ vượt qua tầng hầm, cả hai cuối cùng đã vào được bên trong căn nhà. Họ leo lên tầng trên để tìm kiếm bé Đào, nhưng không thấy cô ấy ở đâu cả. Thay vào đó họ bắt gặp một tủ đựng nhiều cuốn sách. Tuy nhiên điều đáng chú ý là tất cả những cuốn sách đều mang tên của các quái vật kỳ dị như Hồn Ma Nhà Bên, Đêm Của Con Rối Sống. Có lẽ ông Tư này là thành viên của fan truyện kinh dị. Những quyển sách này có thể khiến mọi người thức trắng cả đêm. Tú Le phát hiện những cuốn sách ở đây đều bị khóa. May thay anh Bảy đã nhìn thấy chìa khóa kế bên. Cả hai tò mò nên đã mở nó ra. Lúc này một cái bóng đen xuất hiện. Hóa ra đó chính là bé Đào. Hai cậu đang làm cái quần què gì ở nhà tớ vậy? Anh Bảy kể lại mọi chuyện, rằng cậu nghi ngờ bố của bé Đào bị tâm thần. Vô tình anh Bảy mở cuốn sách ra và sau đó là một luồng ánh sáng tối tăm xuất hiện. Chữ viết bắt đầu biến mất để lộ một con quái vật đang chui ra. Nó chính là quái vật tiết. Bé Đào nhắc nhở mọi người không ai được di chuyển, con quái vật vẫn chưa định hình mình đang ở đâu. Vô tình thanh niên Tú Le báo đời làm con người tuyết chú ý, nó tiến đến tấn công Tú Le. Cũng may anh Bảy kịp thời giúp đỡ, nhưng con quái vật đã thoát ra bên ngoài.
Bé Đào lo sợ rằng bố của cô sẽ xử đẹp cô, anh Bảy, bé Đào và Tú Lè quyết định theo đuổi nó và lục soát mọi nơi, cuối cùng họ đến một sân trượt băng gần thị trấn. Bé Đào giải thích rằng cách duy nhất để đánh bại con quái vật chính là đặt nó trở lại cuốn sách, như vậy chúng ta mới có thể tiêu diệt được nó. Bất ngờ quái vật người tuyết từ phía trên rơi xuống, bé Đào tính mở quyển sách ra thu phục nó vào bên trong, tuy nhiên tốc độ con quái vật quá nhanh, quyển sách đã bị ném đi. Bé Đào dùng hết sức chạy đến lấy lại quyển sách, con quái vật liền đấm mạnh xuống tuyết ngăn cản bé Đào lại. Anh Bảy thể hiện trình độ ném bóng của mình, cũng may con người tuyết đã không lấy được quyển sách. Sau đó cả ba dẫn dụ nó chạy vào trung tâm sân trượt băng, họ nhanh chân chạy ra bên ngoài, tưởng đâu con quái vật không thể thoát, nào ngờ nó đang cố hết sức phá vỡ kính. Tại thời điểm cần thiết, bố của bé Đào xuất hiện và phong ấn con quái vật vào cuốn sách. Ông Tư ra lệnh cho tất cả mọi người lên xe, lúc này anh Bảy đã biết được chính ông Tư là tác giả của những quyển sách kinh dị đó. Khi về đến nhà, ông Tư bảo bé Đào dọn nhanh chóng đồ đạc, khi có bất kỳ sự cố nào liên quan đến cuốn sách thì gia đình bé Đào đều phải chuyển đến nơi khác ở. Do anh Bảy nhiều chuyện cứ bám theo bé Đào, nên ông Tư đành phải nói ra mọi bí mật và lý do ông ta tạo ra các cuốn sách kinh dị này. Khi ông Tư còn nhỏ, ông ấy đã mắc bệnh dị ứng nên phải cứ ở trong nhà, mọi người hàng xóm xung quanh đều miệt thị ông. Chính vì thế mà ông Tư phải tạo ra các nhân vật yêu ma, bầy quái vật để hù dọa hàng xóm. Nhưng rồi một ngày bầy quái vật đó đã thoát ra quyển sách theo nghĩa đen của nó. Tuy nhiên nếu quyển sách vẫn có chìa khóa niêm phong thì lũ quái vật sẽ không thể thoát ra. Lúc này ông Tư phát hiện một điều kinh khủng, con rối Slappy đã thoát ra ngoài. Nó vẫn mang tư tưởng của ông Tư lúc nhỏ, đó là phá hủy cả thị trấn. Ông Tư phải tìm cách thu phục Slappy lại mọi người ạ, vì đây là con quỷ mà ông lo ngại nhất. Nói cấm có sai, Slappy đã biết ông Tư muốn nhốt hắn ta vào quyển sách. Nó dùng tốc biến đi đến lấy quyển sách, sau đó Slappy đốt luôn cuốn sách đó. Slappy nói hắn ta sẽ phá hủy cả thị trấn này, ngay lập tức hắn ta đã trộm hết quyển sách đi, Slappy sẽ giải thoát tất cả lũ quái vật ra. Nó còn đốt luôn quyển sách để không ai có thể tiêu diệt chúng. Sau đó Slappy lên xe rời đi. Ông Tư nói với mọi người phải tìm cách ngăn cản hắn ta, ngăn thế méo nào được, cửa trước đã bị khóa, họ phải đi vào cửa sau. Lúc này có các chú lùn xuất hiện, bọn chúng rất đông và có mang theo vũ khí, chúng hợp sức tấn công nhón anh Bảy. Anh bị vài tên lấy dây trói vào cổ, một tên bay lên mặt ông Tư. Tú Lè thấy vậy, cậu dùng chảo đánh vào nó, ông Tư bị ngã nên ông đã bị bọn người lùn trói lại như đòn bánh tét. Bọn chúng muốn đưa ông vào lò lửa, anh Bảy lúc này thành công đánh hạ được bọn chúng. Anh quay sang lấy một gậy đập từng tên một, sau đó nhốt chú lùn vào lò lửa, tưởng đâu như vậy sẽ xong chuyện, nào ngờ bọn người lùn đã tự hồi sinh. Chơi như vậy ai chơi lại ba, biết không thể đối phó với bọn chúng, họ đã nhanh chóng thoát bằng cửa sau. Nhờ có các bẫy gấu đã làm cản chân bọn người lùn, ông Tư và mọi người thành công thoát khỏi căn nhà. Tuy nhiên đây chỉ mới là khởi đầu, sẽ có nhiều thứ kinh khủng sắp xảy ra tiếp theo. Lúc này tên Slappy đã làm náo loạn cả thành phố, hắn ta cứ thả các con quái vật ra. Trước mắt các bạn là quái vật ăn thịt người khổng lồ, những người dân chạy tá hỏa lên vì sợ hãi. Slappy đột nhập vào sở cảnh sát, hắn ta cho người ngoài hành tinh tấn công người ở đây, kể cả gì của anh Bảy cũng bị người ngoài hành tinh hù dọa. Ông Tư nhận ra toàn thể người dân trong thành phố đều bị đóng băng, nếu không có bản phát thảo đó thì ông Tư sẽ không thể làm được gì, cứ để nó diễn ra như thế thì cả thành phố sẽ bị phá hủy mất. Lúc này anh Bảy nghĩ ra một ý tưởng có thể tiêu diệt lũ quái vật, đó là nhờ ông Tư viết một quyển sách mới. Với câu chuyện này chúng ta có thể phong ấn tất cả lũ quái vật. Ông Tư nói rằng để viết được quyển sách đó, những máy tính thông thường sẽ không thể làm được, chỉ có mỗi máy tính của cha ông ta mới có thể viết. Mọi câu chuyện ông Tư đều dùng máy tính Smith Corona, xui thay cái máy đánh chữ đó lại ở buổi dạ hội của trường. Anh Bảy đã cố gắng gọi điện nhiều lần nhưng sóng điện thoại tại đây đã bị chặn. Slappy đang cô lập bọn họ khỏi thế giới bên ngoài, cả nhóm quyết định chạy đến để lấy máy đánh chữ càng sớm càng tốt. Trên đường họ nhìn thấy cậu bé tàng hình, nó hù dọa làm ông Tư mén xíu nữa bé lái chạy vào khối sắt, cũng may ông đạo diễn độ không ai bị thương. Kiếp nạn tiếp theo nhóm đối mặt đó chính là có một con bọ ngựa khổng lồ, nó điên cuồng đuổi theo nhóm bạn. Ông Tư phải lạng lách các kiểu con đà điểu để không bị bắt lấy. Con bọ ngựa có vẻ đang rất muốn ăn thịt nhóm anh Bảy, một cái móng to lớn đập xuống, xíu nữa đi đời luôn chiếc xe. Không còn cách nào khác, họ phải chạy vào siêu thị gần đó để trốn. Ông Tư chứng kiến cảnh chiếc xe của mình bị con bọ ngựa phá tan nát mà lòng đau như cắt. Trong lúc bé Đào và anh Bảy đi điều tra xung quanh thì họ nghe thấy vài tiếng động lạ, lại gần xem thì anh Bảy và bé Đào phát hiện người sói đang ăn ngấu nghiến miếng thịt. Bỗng thanh niên báo đời Tú Lè lại phát ra tiếng động và thế là nhóm lại phải chạy sấp mặt. Ông Tư dùng bình xịt mùi hương để con quái vật không nhận ra, dù vậy còn ma sói vẫn có thể tìm được tung tích của họ. Sau đó họ chạy ra bên ngoài rồi khóa cửa lại, tưởng đâu đã thoát nạn, nào ngờ con ma sói phá cửa xong ra. Cũng may gì anh Bảy lái xe đỉnh cao, tông con ma sói vào thùng rác, nhờ có sự bất cẩn đó mà người gì đã cứu sống nhóm anh Bảy. Không có thời gian giải thích nhiều nên anh Bảy kêu gì đến đồn cảnh sát báo tin, những người còn lại sẽ tiếp tục nhiệm vụ.
Sau đó họ đi đến một nghĩa địa, bé Đào và anh Bảy cũng dần có tình cảm với nhau. Bé Đào luôn xem anh Bảy là anh hùng trong lòng cô ấy. Tuy nhiên khi họ sắp trao nhau nụ hôn thì anh Bảy phát hiện bé Đào không có thật, cô ấy cũng chỉ là một tác phẩm do ông tư tưởng tượng ra. Lúc này cả đàn thây ma tự nhiên chui ra, bọn chúng dọa cả nhóm phải xách dép mà chạy. Cũng may ai nấy cũng thoát khỏi sự truy lùng. Lúc này dì đã tìm đến đồn cảnh sát, tuy nhiên Slappy đã cho người tấn công dì ta. Nhóm anh Bảy đã thành công đến buổi dạ hội, tại đây họ phải chia nhau ra làm nhiệm vụ. Lúc này anh Bảy nói chuyện riêng với ông Tư, bé Đào cô ấy không biết mình không phải là thật đúng không? Ông Tư ngậm ngùi không trả lời, ông đã tạo ra cô theo cách khiến bé Đào nghĩ rằng cô là người thật. Điều này xuất phát từ quá khứ khi ông Tư rất sợ mình bị bỏ rơi khi sống một mình. Ông Tư luôn giữ cho bản thân mình không liên hệ với thế giới thực, tình cảnh này rất giống với tình hình của anh Bảy sau khi mất bố, cả hai cảm thông lẫn nhau. Sau đó họ đã tìm thấy chiếc máy đánh chữ, toàn bộ nhóm được phân công nhiệm vụ của họ. Ông Tư sẽ viết lại một cuốn sách mới, còn anh Bảy và nhóm sẽ thông báo tình hình cho mọi người rằng lũ quái vật đang tiến đến. Anh Bảy bước lên sân khấu sau đó thông báo một cách nghiêm túc cho mọi người biết rằng họ sắp phải đối mặt với mối nguy hiểm từ đám quái vật. Ban đầu mọi người có vẻ nghi ngờ và tưởng rằng anh Bảy có thể bị loạn trí, thậm chí cả người mẹ cũng không tin vào những gì anh nói. Tuy nhiên khi một người bảo vệ bị một con quái vật bắt đi, tất cả mọi người mới thực sự nhận ra tình hình nguy cấp. Anh Bảy duy trì sự bình tĩnh và kêu gọi mọi người cùng đứng lên và đối mặt với thách thức. Sau đó họ tập trung lấy những gì có trong trường để chặn đường ra vào. Lúc này tên Slappy đã kích hoạt dường như toàn bộ quyển sách, hàng trăm hàng nghìn loại quái vật đã được tạo ra. Bọn chúng rất phấn khích. Slappy ra lệnh cho lũ quái vật tấn công vào ngôi trường. Mọi chướng ngại vật đều không thể ngăn cản đám quái lì lợm này, chúng quá mạnh và quân quá đông. Trong khi Slappy đang tập trung triển khai kế hoạch thì ông Tư đang cố gắng tập trung vào việc viết để sáng tác. Tuy nhiên kế hoạch của ông Tư đã bị Slappy phát hiện. Con rối này rất thông minh và biết rằng ông Tư đang cố gắng kết phong ấn đám quái vật của Slappy, vì vậy nó đã tấn công ông Tư và làm gãy tay ông. Cũng may anh Bảy và bé Đào kịp thời đến giải cứu. Lúc này toàn bộ quái vật đã tràn ngập trường, mọi người chạy tá hỏa đến nhà kho lánh nạn. Trong tình cảnh rối loạn này, ông Tư đã nghĩ ra một cách, ông sẽ leo lên xe thu hút bọn chúng, vì mục đích quái vật đến đây là muốn nhắm vào ông Tư. Chiếc xe vừa mới phóng đi thì Slappy đã cho thuộc hạ đuổi theo. Con bọ ngựa khổng lồ đã làm cho chiếc xe ngã lăn xuống đất, tuy nhiên bên trong là một thiết bị nổ hẹn giờ. Nhóm anh Bảy bên này vẫn an toàn trốn thoát. Rất nhanh quả bom đã được kích hoạt, toàn bộ quái vật bị nổ banh xác. Kế hoạch đã thành công, đập tay nào ô re, lũ quái vật hồi sinh trở lại. Slappy ra lệnh bọn chúng truy tìm ông Tư. Bên này nhóm đã vào nhà vui chơi để hoàn thành kế hoạch. Bất ngờ Slappy đột nhập vào, hắn ta cứ thoát ẩn thoát hiện. Sau đó Slappy thả con quái vật thạch ăn tất cả ra bên ngoài. Ông Tư sẽ ở lại khiêu khích con rối. Ông kêu anh Bảy hãy hoàn thiện cuốn sách. Anh Bảy lúc này cố gắng viết xong đoạn cuối cùng. Cuốn sách đã hoàn thiện, họ chưa kịp kích hoạt nó thì con bọ ngựa đã bay đến còn làm cái đu quay rơi xuống. Cả ba sợ hãi hét toáng lên, đến cuối cùng họ đã bình yên đáp xuống đất. Lúc này anh Bảy phân vân có nên kích hoạt quyển sách hay không, vì khi làm như thế bé Đào sẽ biến mất. Tuy nhiên bé Đào nói cô đã biết mọi chuyện. Trong tình thế nguy cấp, cô đã mở quyển sách, một dòng năng lượng xuất hiện trên bầu trời, nó kéo tất cả quái vật vào bên trong, kể cả con bự nhất cũng không thể thoát. Mọi chuyện đã kết thúc, anh Bảy cố gắng lôi kéo bé Đào trở lại, cả hai kịp trao nhau nụ hôn đầu đời. Anh Bảy phải chấp nhận cuộc chia ly này thôi. Cuối phim mọi người đã trở lại cuộc sống bình thường. Ông Tư lúc này cũng hòa đồng hơn và đã trở thành giáo viên dạy văn cho trường. Ông Tư cũng tìm được tình yêu của đời mình. Sau đó nhờ có ông Tư mà anh Bảy đã gặp lại bé Đào. Em ấy vẫn ngọt nước như ngày nào. Cuối cùng cả hai đã được hạnh phúc và đóng gạch cùng nhau mỗi đêm. Thôi tập phim đến đây đã kết thúc. AD đã đến giờ đi uống thuốc rồi đây. Nếu thấy video hay thì cho mình một like để mình có động lực ra video mới nha. 10 điểm review xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.